Thưa quý vị, mỗi loài hoa đặc trưng đều có một vẻ đẹp riêng, là mảnh ghép không thể thiếu trong bức tranh chung về Hà Nội. Thế nhưng với nhiều người, hoa cúc họa mi vẫn là nét chấm phá vô cùng đặc biệt, làm nên một Hà Nội rất đỗi bình dị, thân thương. Và đến hẹn lại lên vào cuối tháng 10 đầu tháng 11, cúc họa mi bắt đầu bung nở, khoe sắc trắng tinh khôi. Vẻ đẹp dung dị, tinh khiết của loài hoa khiến người dân và du khách khi tới Hà Nội mãi mê săn tìm. Thời điểm này tại Hà Nội, cúc họa mi bắt đầu vào mùa, cánh đồng hoa Tây Tựu, thung lũng hoa Hồ Tây, bãi đá sông Hồng, thảo nguyên hoa Long Biên phủ trắng cúc họa mi. Trong đó, thảo nguyên hoa Long Biên thu hút nhiều bạn trẻ Hà Nội đến check-in. Với giá vé 70.000 đồng một người, du khách được đắm chìm trong không gian ngập tràn cúc họa mi với không gian thoáng đãng, mát lành. Mùa cúc họa mi chỉ nở một mùa duy nhất trong năm và kéo dài khoảng 2 đến 3 tuần. Do đó, nhiều người đã tranh thủ đến Hà Nội để lưu lại vẻ đẹp của loài hoa được coi là đặc sản của mùa thu thủ đô.